Thưa quý vị, mỗi năm tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hàng chục ngàn lao động tự do, lao động nhập cư từ các tỉnh thành trên cả nước đến làm việc sinh sống. Cùng với giải quyết bài toán thiếu nhân công, thì vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh. Làm gì để thực hiện tốt công tác này? Đây là nội dung được chúng tôi phản ánh trong mục Theo dòng thời sự hôm nay. Người lao động sát hại chủ vườn cà phê ở Lâm Hà. Sự việc gây xôn xao dư luận không chỉ xảy ra ở địa phương này trong năm 2017 mà liên tục xảy ra từ nhiều năm trước. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 6 khi anh Đỗ Văn Tráng ở thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà thuê Lê Ngọc Thọ thường trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Châu Hải Long ngụ tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp về làm việc. Chỉ sau thời gian ngắn, hai đối tượng này đã ra tay sát hại anh Tráng vào ngày 29 tháng 6. Tuy công an huyện Lâm Hà đã bắt được hai đối tượng ngay sau khi gây án, nhưng sự việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh trong việc thuê công lao động tự do hiện nay ở địa phương. Trong thời gian qua thì có những hộ là người ta cũng chủ quan, cố tình là khi đón công lao động về mà không đăng ký qua lực lượng công an, dẫn đến tình trạng là có những lao động là đến làm việc tại địa phương nhưng mà không chịu sự quản lý của công an xã. Các cái đối tượng mà trốn truy nã hoặc là có tiền án tiền sự là lợi dụng dùng giấy tờ giả đưa vào, xin vào để làm lao động tự do, mà khi đến lao động thì nhằm mục đích là trốn nã, xong đó là không chịu đi làm, gây ra những cái án mạng hoặc là những cái vụ án xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Đối tượng gây án ở địa phương thì trong thời gian qua thì theo cơ quan điều tra làm việc là làm rõ thì đây là do đối tượng là với mục đích là không muốn lao động nặng mà muốn tìm cách là lấy lại chứng minh nhân dân của chủ từ chủ là người chủ quản lý, cho nên là đã thực hiện hành vi là giết chủ nhà để lấy cướp chứng minh nhân dân để tẩu thoát. Vấn đề ở đây không chỉ là ý thức của người lao động thấp, nhận thức kém, không chịu làm ăn chân chính, mà việc chủ sử dụng lao động chủ quan không đăng ký trình báo với chính quyền địa phương, lực lượng công an để có cơ sở quản lý lai lịch. Và đây chính là kẽ hở để các đối tượng phần tử xấu trà trộn gây ra mất an ninh trật tự tại các địa phương. Trong quá trình sử dụng lao động thì thường có những cái mâu thuẫn giữa chủ gia đình và người lao động. Và cái nguyên nhân nữa là trong cái quá trình lao động thì là cái người sử dụng lao động phát sinh những cái tư tưởng mà muốn chiếm đoạt tài sản hay là có mâu thuẫn gia đình để giải quyết những cái mâu thuẫn đó bằng cái đánh nhau hay cướp tài sản hay là với chủ gia đình. Đấy, đó là những cái nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua. Vì thế dẫn đến cái tranh chấp rồi dẫn đến những cái mà xô xát rồi những đến cái việc mà không hay. Hiện nay, bình quân mỗi năm, các địa phương trong tỉnh tiếp nhận từ 8 đến 10 ngàn lao động tự do, lao động nhập cư đến làm việc. Hầu hết là các lao động phổ thông như hái cà phê, làm vườn, phụ nhà hàng, v.v. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hiện có 6 trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, chỉ có một số ít là qua các trung tâm giới thiệu, còn lại là các chủ sử dụng lao động tự thuê mướn để giảm chi phí môi giới và tự thỏa thuận tiền công. Nguyên nhân ở đây chủ yếu là do cái trình độ lao động của người lao động được tiếp nhận từ ở ngoài các miền Trung. Khi họ vào đây làm việc, ví dụ như là hái cà phê chẳng hạn, hoặc là đào hố trong cà phê, thì công việc nó so với là công việc ngoài miền Trung rất là nặng, nó nặng hơn đó. Thì và đồng thời cái việc mà cái trả lương của các cái chủ sử dụng lao động nó không đảm bảo được theo cái nhu cầu người ta. Cho nên cái việc xảy ra mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động nó sẽ xảy ra. Công ty thì đến đây thì tất cả những người lao động của địa phương khác đến đây thì cũng đều được tiếp nhận như người địa phương của chính của địa phương của mình đây thôi.
thì mình tư vấn đàng hoàng thì theo con là chẳng hạn như cùng có những người rất là ngoan ngoãn thiệt tình như làm, nhưng có người cũng chỉ mượn cái cơ hội để họ đó để đi làm để gây ra án rồi trộm cắp. Vấn đề đặt ra hiện nay để quản lý tốt số lao động tự do, lao động nhập cư, đòi hỏi việc tuyển dụng giới thiệu lực lượng lao động từ địa phương khác đến phải được thực hiện kỹ càng và đúng theo trình tự quy định của luật lao động. Trong đó, có hợp đồng lao động ghi rõ ràng và cụ thể về việc làm và số tiền lương được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn của người lao động, cũng như người sử dụng lao động. Đặc biệt là người lao động phải có lai lịch rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Trước khi mà lao động tới công ty, thì khi công ty tư vấn ấy, là cũng căn dặn lao động là tránh những trường hợp mà để nảy sinh ra cái việc mà ví dụ như trộm cắp tài sản hay bỏ trốn đánh nhau, thậm chí có những trường hợp mà trước đây nữa đã xảy ra trường hợp mà giết người cướp của. Cho nên là đặc biệt là công ty là khi đã tư vấn rồi mà công ty còn cân nhắc nhắc nhở các em làm sao mà làm, thứ nhất là phải làm tốt công việc, cái thứ hai tuyệt đối cũng không được nảy sinh ra cái việc đó, bởi vì là công ty cùng với bên cơ quan công an là cùng phối hợp để đảm bảo cái trật tự an ninh. Về làm việc ở đây thì bên anh Huỳnh cũng có là đối xử rất tốt với em, làm lâu dài mà có tốt thì anh có thưởng và tăng lương cho em, đối xử như một người trong gia đình vậy ạ. Ăn ở với sinh sống sinh hoạt thì cùng với gia đình luôn ạ. Trước khi chúng tôi lên đón công nhân ở công ty thì cũng được công ty tư vấn về việc làm cũng như mức lương và con người cũng như toàn sự của xã hội, như chứng minh thư hoặc là cái an toàn cho cả hai bên. Là chúng tôi cũng có tất cả những cái thông tin của người thân của người lao động cũng như người lao động, và chúng tôi được thỏa thuận giữa công nhân với cả gia đình và công ty là người làm chứng, và chúng tôi cũng thỏa thuận thoải mái giữa hai bên về gắn kết với nhau làm việc rất có hiệu quả. Song song đó, công tác phối hợp tăng cường quản lý giữa chính quyền địa phương với các ngành các cấp, lực lượng công an là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong vấn đề quản lý lao động tự do hiện nay ở các địa phương trong tỉnh. Cái thứ nhất là người sử dụng lao động phải nâng cao cái cảnh giác, phải luôn luôn có cái biện pháp để phòng ngừa và bảo vệ mình. Cái thứ hai ấy, là người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động và phải biết được cái lai lịch, nguồn gốc, nhân thân của người lao động. Đồng thời, khi có người lao động đến ký kết hợp đồng á, thì phải khai báo tạm trú đối với cơ quan công an xã, công an thôn và để quản lý, phối kết hợp quản lý. Chúng tôi là cũng đã kiến nghị với địa phương tăng cường các cái huyện tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, có vấn đề gì báo phối hợp với sở cũng như là phối hợp với công an tỉnh để kịp thời ngăn chặn và giải quyết đó. Và biện pháp cho những năm tới chúng tôi cũng tăng cường cái công tác này để làm sao mà cái người lao động được là đến với địa phương Lâm Đồng để làm việc thì được bảo đảm cái quyền lợi cũng như và tăng cường cái công tác quản lý về an ninh trật tự để cái người chủ sử dụng lao động được đảm bảo khi thuê mướn một người lao động như thế. Như vậy, để thực hiện tốt công tác quản lý lao động tự do, rất cần sự triển khai đồng bộ các giải pháp điều trên. Trong đó, thực hiện tốt các quy định về kê khai tạm trú tạm vắng, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập, nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân là những giải pháp quan trọng nhằm giải bài toán quản lý lao động tự do hiện nay ở Lâm Đồng. Chính thực hiện tốt công tác này không chỉ đảm bảo ổn định về an ninh trật tự mà còn bảo đảm tốt quyền lợi hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động tại các địa phương, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.